nhất là những cái người mùa bạch đất, người con gái hay bắt người đàn ông hề đó. Anh yêu em nhất trên đời, anh hề đi rồi xong luôn. Chẳng lẽ ông bà tèn 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 tèn. Tua mà Linh mà thật khoái ăn cái này. Tám thì khoái ăn cua, miếng cua, miếng cua tay cầm ngon hết, ăn ngon ngon. Coi nè, bữa ăn hết nghêu nè, ăn nè, coi nè. Đó, chắc bà không ăn, ê chắc bà không ăn quá. Dạ, ở nè bên tôi đâu có gì đâu. Hay quá, bà dọn hết qua đây rồi bà quay tôi ha. Bà nhìn hàng tôi ha, bà nhớ nha. Tôi ăn mà tôi phải kẹp cái đầu lên luôn là bà biết rồi, cái tóc tôi nó sủ sủ hoặc bực bội quá. Ra mùa dịch ăn ngoài đường. Mùa dịch phải ăn ở ngoài đường nha các bạn. Lê đường nè, thấy không? Giống ở Việt Nam không? Mọi người á, lên đường. Con kia đông á. Ở đây là mình ngồi cuối hành lang rồi. Quẹo qua đây là hành lang. Liên tục bàn luôn. Mình ăn cua trước đi, xong rồi mình ăn nãy giờ cua cái gì vậy? Con cua nó có cua nó kẹp tôi, nó còn sống. Cứ quay đi mà Linh, cứ gì quay đi để tôi ăn hết. Con cua rồi. Ừ, nó nói ha. Mọi người làm chứng nha. Tại bà quay phim Tám ăn. Có mà không phải là tại Tám ăn hết của bà. Các bạn làm chứng nha. Cũng kêu bà ăn hồi nãy giờ một lần này là thứ 10 rồi. Thôi lấy cây đặt đi rồi tôi ăn. Bây giờ bà chịu bỏ cái máy xuống, bà dựng cái máy để bà ngồi bà ăn rồi các bạn. Hôm nay là lần thứ mấy mình đi ăn khuya rồi mình lên mấy lần rồi ha, nhưng mà mình không có quay đúng không? Cái lần này là mới quay rồi, quay ăn ban đêm rồi, ở lề đường này. Cái bữa nay ăn hoài à, ăn ban đêm ở đâu lên ta, ở gì nổi dịch ha, không có quay rồi đi quay cái ăn in and out á. Cái này nao ngoài đường đó, cũng không có quay. Bây giờ anh ở đây, sáng là cũng không có quay đâu. Mãi bà Linh á, Linh mới đưa máy lên đủ quay đó, chứ ăn cũng gần sắp xong rồi. Mình quay cho các bạn, sẵn thôi quay cho các bạn biết đi. Không khí của ăn ngoài lề đường ở Cali như thế nào. Tám năm ngồi ở quán Chầm Chim. Sò điệp nướng mỡ hành mà ở trên có trứng cá hồi. Đây là cái chuyện tôi nhắc tôi. Nó mà đã ăn mà kêu mà không kêu đó. Áo sơ mi một cam. Áo này là chị Thanh mặc giật. Áo này is the more mà chị Thanh mặc giật, nhưng mà tám mặc vừa.
Hôm nay tắm mặc một cái áo màu cam, đi mất mẹ, mang đôi dép màu cam của đồng bọn tặng, và xách cái bóp màu cam của chị Thanh tặng. Hết. À, đeo có khẩu trang màu cam của tám bán. Của tám bán. Cái khẩu trang màu cam là hiệu hơn mẹ. Mà cái hiệu đó bóp tiền á, cái hiệu đó cái bóp đó, nó rất là mắc, có mười mấy mấy chục ngàn cái bóp. Mình không có tiền mua thì mình đeo khẩu trang mình nửa ghiền. Mặn quá bà, nó mặn không? Nó ngon mà nó mặn. Cái ăn chậm vậy? Còn con của bà? Muốn gán là cũng ăn ba con là mặn. Đừng ăn gan tôi nha. Đứa láo con bà. Tôi ăn ba con vui. Ừ, bà làm con vui rồi, nó lá ngon rồi con ba. Nè nè, tôi bắt, tôi là, hai cái này nó tươi. Ba cái này. Mấy con 2, 4, 6, 7 con. Nó không có ăn ba con, bữa giờ dư được con á. Ba con. Mệt quá à. Ăn luôn là cũng gì ghê vậy đó. Đồ tao nó lá một con, bà là bà ăn ba con rồi. Ghê chứ, chứ không chứ là thề. Ui con có thức ăn nói chuyện mà thề nha bà Lâm. Ghê nhớ. Là chứng tỏ người ta nói thiệt. Đó không có thề. Nói vụ thề mới nhớ. Tám không bao giờ thích ai mà nói chuyện với Tám là bắt Tám thề. Và ai mà nói chuyện với Tám là thề là Tám không có thích. Đón giờ luôn á. Không hiểu tại sao mà quá thề vậy Tám. Thề là mình nói thiệt. Không có cần. Mình nói thiệt ai tin tính tình thôi. Mình không cần thề. Các bà Linh nó là lâu lâu vẫn mới thề một lần mà đó giờ chưa bao giờ thấy nghe nó đã thề lần đầu tiên mà tự nhiên nó nói chuyện với bà mà tôi nghe bà tự nhiên bà nói có thề không phải cái đó là thề mà bà nói lá một con bà mà cái đó không phải là thề ý là tôi nói thề đây là ví dụ như thề luôn á chưa mà vậy vậy nè vậy vậy bà thấy không bà con có thích những người nói chuyện với bà mà nói, ví dụ tôi nói cái gì đó mà bà không có tin đi cái tình tôi thề nó tôi thề luôn á tôi mặn gì nó kỳ lắm không biết các bạn là sao không biết mà theo ý của Tám á ấm nó theo ý của Tám thì Tám không thích là ví dụ như có khi á Tám nói một cái gì đó cho còn cái cô nó nghe nha thì thề đi cái kỳ không đúng không tự nhiên mất mình à ủa tôi đâu có nói sợ không chi không có tin người ta à, mà bắt thề mà bắt thề đọc nó không có chịu mà thề bình thường nó bắt thề đọc nó mới ghê chứ. Lúc mà cái người đó mà nói cái gì mà ta không tin á, không cái người đó mà nói cái gì mà tôi có vẻ tôi không tin á là thề thề nó mà em mà nó láng họ là con em sẽ bị này bị kia nói nó đừng có thề nó không đừng là chị không có thích chị mất em thề như vậy không có thích đừng có thề nó không em dám đem con em ra thề là chị biết em không phải nói xạo à không cần phải vậy đâu ủa nếu mà nó nghĩ mình nói xạo thì thôi không tin thì thôi đúng không còn mình phải thề tốt như vậy nhưng mà mấy cái người mà đang hay đem con ra thề nhưng mà không chuyên là chuyên môn cái tánh mỗi người mình không có nói được nhưng mà hả Tám theo tánh này thôi không có nói như vậy tại giờ có một cái câu chuyện nha có cái người đó người ta kể là cái cậu đó cái tật hay thề cũng là cái tật đó nha cái tật của thề cụ thề cái gì cũng thề đó thề ra mình sẽ cát thề ra mình sẽ cát mà coi như là người hoài á cái xong ấy có việc này á hả ổng bị xe cán mà coi như cán nguyên một đêm mà không có ai biết luôn coi như xe này ngàn một cán biết bao nhiêu lần luôn thề mấy lần ừ. Mấy lần thì ổng thề bao nhiêu lần là bị cán bao nhiêu lần nói hả không tin cũng phải tin nha mà hả xong cái ổng có ổng xong nước coi như xác cũng băng chằng
không có sát luôn đó. Chị bà Linh đang đi ăn ngoài lề đường chị Khanh. Nhớ không? Chẳng chi. Chầm chim ở đối diện cháu Tống. Khanh gọi đúng lúc ghê. Đó, đang nói tới đâu rồi? Cán qua cán lại bằng chân. Đó, bà tin không? Bà tin không? Tin nó, Linh cũng phải tin. Thề kiểu đó mà. Cái xong cái người ta mới kể. Người ta nói là ông đó là ông hay thề với vợ. Vợ ông cứ đi đâu rồi kia đó. Thế là ông về là ông đói vợ. Anh nè, nếu mà anh vậy là nó lên như thế. Mà thề hoài luôn á. Tới có một ngày là bị vậy á. Mà không hoàn hay luôn á. Bởi vậy làm cái gì làm đừng có thề. Ai tin cũng tin thôi, đừng có thề. Mà ví dụ người ta nói mình tin, người ta nói mình tin thôi, mình cũng đừng bắt người ta thề. Bắt người ta vô cái thế ép, ví dụ như người ta lỡ người ta có nói xạo với mình, mình bắt người ta thề, thế có lẽ người ta không thề. Đúng không? Cái xong cái ví dụ như cái người đó dù bà nói chuyện với tôi đi, cũng tôi nói cái bà nói, bà thề đi. Nếu bà nào không xạo, bà thề đi. Cái lỡ tôi nói xạo sao? Cái tôi phải thề. Còn ví dụ mà bây giờ ai mà bắt tôi thề tôi cũng tin thôi, cũng tin thôi, thề cái gì tôi có thề, từng bao giờ bắt tôi thề đó. Các bạn nào mà quen với một người bạn nào mà hay bắt thề là cứ làm như vậy đi, làm như vậy riết chứ người ta cũng kêu các bạn thề nữa. Cũng tin thôi, mình phải biết mình á, tin thôi. Nói thề nhất là những cái người bồ bịch đó, bồ bịch đó, người con gái hay bắt người đàn ông thề đó. Anh yêu em nhất trên đời, anh thề đi rồi xong luôn. Chẳng lẽ ông thề đúng không? Thế bà kể chuyện ngắn vậy, chuyện dài dài tôi ngồi tôi ăn. Ghê không các bạn? Ghê quá à. Âm mưu, âm mưu đen tối. Nó kêu mình kể chuyện dài để bà ngồi bà ăn. Con cua hết rồi kìa. Hôm nay là Tám với bà Linh kêu ba món. Một cái món nghêu Thái Lan, một cái món miếng xào cua tay cầm, luôn con cua luôn. Rồi một cái gì á, ốc sò điệp, nướng mỡ hành với lại trứng cá hồi. Hồi chiều nay là bà ngoại làm là chả giò ăn với bún. Cái Tám ăn sớm quá, Tám đói bụng. Tám ăn sớm cái đêm tối á, chị Đức mẹ về đó Tám đói bụng. Tám đói bụng cái Tám đi ăn của bà Linh đi ăn. Về đến nhà rồi ha. Ờ, về đến nhà mà đi tiếp. Ngang nhà bái bà rồi đấy. Ở đây quán nhà bánh đèn bánh mì nhất thế nào? Bánh su phu. Bánh mì giấy. Gà lọ. Ủa các bạn nghe rõ không ta? Cô nãy giờ bà Linh á, bà không chịu gắn micro cho Tám. Bây giờ mới có cái micro á các bạn. Bà ham ăn á, bà lo ăn không, bà không chịu gắn micro. Tám nói là ở đây ồn lắm, gắn micro đi. Bà nói thôi khỏi,
có cái gì là lúc nào nãy đến giờ mà ồn ào nghe không rõ là tại bà Linh nha các bạn. Cái gì cua nãy giờ tôi ăn rồi. Bây giờ tôi ăn miếng thôi. Ăn nào? Ăn hai cái này của bà. Ăn phần chia các bạn. Nhưng mà nãy giờ tôi ăn hơi nhiều không bà? Cái đó bà uống không? Bà ăn mà có thấy mặn không? Không hơi mặn ha. Ủa sao món nào cũng thấy mặn hết ta? Nhưng mà đậm đà, ngon. Nhưng mà nó hơi mặn. Món này cũng bị mặn. Món này cũng bị mặn. Nhưng mà ngon nha. Tám không có phủ nhận là nó không ngon. Tại vì có cái gì Tám nói cái nấy. Chứ mà cái quán này miếng xào cua cũng rất là ngon mà ngoại thích ăn lắm. Nhưng mà hôm nay trời ơi mở nhạc ông nội ơi. Trời đất ơi. Nãy giờ không mở đến lúc tôi để micro tôi quay cái mở nhạc là sao? Trời có loa ngay đây luôn các bạn. Một chút nữa ăn xong á Tám quay một vòng từ bên kia vòng qua bên này cho các bạn coi bao nhiêu cái bàn. Nhưng mà giờ nhạc lên rồi không thể nào nói chuyện được. Để gắn micro nó vô nói chuyện. Mà cuối cùng nhạc lên rồi. Các bạn biết xong Tám lên 104 pound. Xong Tám xuống lại 102 pound. Cái xong Tám xuống còn 101 pound. Cái Tám ăn lên cái lên 104 pound. Cái xong bây giờ Tám xuống lại còn 102 pound. Dạ ăn mừng đi. Xuống được 2 pound mừng đi. Tôi phải xuống 100 pound. Hoặc là 98 pound tôi mới chịu. Bây giờ những cái đồ của Tám mặc nó hơi chật chật rồi, Tám không thích. Ăn cái này rồi thôi bà để đi. La áo ôm sùm. Các bạn cơ bản la áo ôm sùm. Cái gì bà cũng mét đó vậy. Bao nhiêu vậy? Hoa nở không màu. À vậy hả? Tôi không biết lần này ta. Hèn chi có một người nói tôi 88 hát mà hoa nở không màu đi. Đang hot. Tám biết bài cho hoa nở không màu là bài gì luôn á. Chứng tỏ Tám không có thời gian để nghe nhạc luôn các bạn. Mà như bài nào càng hát hot thì bà càng không hát. Ờ sao kỳ ta. Các bạn có biết tại sao Tám mập không? Bà Linh chuyên gia mua nhập su lu. Ta xong rồi mà bà Linh phải bắt chuyện tèn 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 tèn. Giống như cái bài gì vậy ta? Tôi nghe em có một lần hai lần mà sao tôi thấy tôi muốn thuộc à. Tèn 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 tèn. Sao cái bài này giống cái bài gì vậy ta? Sao nó giống giống cái bài gì á? Tèo 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 tèo. Nó mới nghe có chút xíu rồi thuộc cái giai điệu rồi. Thờ lời cũng thờ không thuộc. Ôi, bây giờ dắt các bạn đi một vòng chung quanh cái hiên của quán Chằm Chim nha các bạn. Rồi, đi, chúng ta đi nhé. Đây, chiếu cho các bạn coi nè, đó, cái này là cái bàn của Tám ngồi ăn nè. Đằng kia là có mấy bàn. Bây giờ mình đi ngõ này nha, qua bên này nha. Ở ngoài đường nè, lề nè. Quán này chắc ngoài lề đường được nhiều nhiều bàn nhất. Dài lắm, dài lắm, mình đi ra ngoài đây coi. Đó, ra tới đây luôn nè. Đường này là đường Westminster, bọc chắc nó bọc qua đằng trước luôn á. Mình đi ra thử đằng trước coi sao.
Đây, ta ngồi đây nè, ta ngồi. Chết một. Không đi đâu. Thôi sợ. Đi vòng lại các bạn ơi. Cái quán này là nó nằm ngay cái góc đường cho nên nó được nhiều mặt. Đi lên. Để xe bên này. Bãi xe cũng rộng rãi lắm. Nó đằng trước nữa, đằng trước cũng có bàn. Mặt trước nói chung cái nhà hàng này nó nguyên một cái góc ha bà Linh ha. Coi như là nó bốn mặt luôn. Bốn mặt luôn để mà là cái lề ở ngoài á. Ừ. Mà bán còn đông hơn là cái thời mà chưa. Đúng rồi. Rồi. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái cuộc ăn khuya lề đường ở Nam Cali, ở Orange County nó như thế nào nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Xin mời chị Linh. Chào các bạn, quên bye các bạn. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh bà Tám Cam Thơ. Cái gì vậy? Nhớ đăng ký kênh bà Tám Cam Thơ nha. Bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.